Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay với chủ đề dược liệu, Trang sẽ chia sẻ và trả lời câu hỏi cho tất cả các bạn là nụ hoa tam thất có tác dụng gì? Và Trang có 3 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hoa tam thất. Thứ hai đó chính là nụ hoa tam thất có tác dụng gì? Và cuối cùng thứ ba, những lưu ý khi sử dụng. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về hoa tam thất. Hoa của cây tam thất có tên gọi là Banax Pseudoginsen Araliaceae và nó có tên gọi khác đó là tam thất nhân sâm hoặc là kim bất khoáng hoặc là điền thất nhân sâm, vân vân. Tam thất có rất nhiều tên gọi khác nhau các bạn nhé. Và thành phần hóa học trong nụ hoa tam thất chủ yếu là saponin. Hoa tam thất thì thường có màu xanh nhạt và cái đường kính của nó rất nhỏ, từ 3 đến 5cm thôi. Nó thường mọc thại thành một cụm đó, giống như cái súp lơ. Và hoa tam thất nở vào tháng 4 hoặc là tháng 5. Khi nở thì hoa bung ra to hơn một xíu. Nó có thể nở đơn lẻ hoặc là nở thành từng cụm các bạn nhé. Và trong đông y thì nụ hoa tam thất có vị ngọt, tính mát, bình can, bổ huyết, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể của các bạn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về hoa tam thất. Phần thứ hai, nụ hoa tam thất có tác dụng gì? Nụ hoa tam thất mang đến rất nhiều những tác dụng cho tất cả các bạn khi sử dụng. Nhớ là sử dụng đúng cách thì sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất, còn sử dụng sai cách thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, các bạn cần lưu ý nhé. Tác dụng đầu tiên chúng ta phải nói đến khả năng thanh nhiệt giải độc của nụ hoa tam thất mang đến cho tất cả các bạn, giúp cho khí huyết trong cơ thể được lưu thông một cách tuần hoàn, tốt cho sức khỏe của các bạn, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn. Từ đó nó sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể của các bạn, phòng ngừa một số bệnh, đặc biệt là những bệnh ung thư. Tiếp đến là nụ hoa tam thất sẽ giúp cho bạn ổn định kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả, tốt cho những người bị cao huyết áp và ngăn ngừa được tai biến mạch máu não. Những ai thường xuyên bị mất ngủ một cách kinh niên hay là thần kinh căng thẳng thì sử dụng nụ hoa tam thất sẽ giúp cho bạn cải thiện tình trạng này, mang đến hiệu quả tích cực nhất, giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe và ngủ ngon giấc hơn. Nụ hoa tam thất còn giúp cho bạn kiểm soát được cái nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể của các bạn, giảm đi cái nồng độ cholesterol xấu, tăng cường cholesterol có lợi cho sức khỏe. Nụ hoa tam thất còn mang đến một khả năng làm đẹp cực kỳ hiệu quả, đó chính là nuôi dưỡng da hồng hào sáng mịn từ sâu bên trong, giúp cho da dẻ của các bạn luôn trong trạng thái tươi tắn hồng hào nhất. Những bạn nào muốn giảm cân hay loại bỏ những cái loại mỡ thừa trong cơ thể thì nụ hoa tam thất là một trong những giải pháp tuyệt vời. Để tốt cho những tế bào gan thì nụ hoa tam thất khi bạn sử dụng mỗi ngày, nó sẽ giúp cho bạn giải độc thanh lọc gan một cách tốt nhất. Nói chung, nụ hoa tam thất mang đến rất nhiều những tác dụng cho tất cả các bạn khi sử dụng. Những người sau khi ốm vừa khỏi bệnh đó có thể uống trà nụ hoa tam thất để bồi bổ sức khỏe của mình. Phần thứ ba, những lưu ý khi sử dụng. Như chúng ta đã thấy, nụ hoa tam thất mang đến rất nhiều những tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng không phải sử dụng như thế nào cũng được các bạn nhé. Nếu như dùng không đúng thì sẽ ảnh hưởng ngược lại, đặc biệt những người bị huyết áp thấp không được sử dụng nè. Bởi vì nó có tác dụng hạ huyết áp cho nên nó dễ làm cho bạn chóng mặt. Khi hạ huyết áp một cách đột ngột quá mức thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Phụ nữ mang thai không được dùng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Tiếp đến đó chính là những trường hợp mà những bạn mà bị tay chân lạnh nè, thường xuyên lạnh tay chân, hoặc là da vẻ xanh xao, người mệt mỏi suy nhược, hoặc là lưỡi đóng riêu trắng đó thì không được sử dụng hoa tam thất.
Bởi vì hoa tam thất nó có vị ngọt, tính mát, cho nên là cơ thể của bạn đã hư hàn rồi thì không uống nữa là nó sẽ làm cho bạn lạnh bụng, tiêu chảy và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn nữa. Những người đang hành kinh thì cũng không được dùng nụ hoa tam thất. Nói chung, đây là những lưu ý bắt buộc cho tất cả các bạn để nhớ. Và nhớ là sử dụng đúng thì sẽ mang đến hiệu quả tích cực, sử dụng sai thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và video này chỉ mang tính chất tham khảo, Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyễnthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.